Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay cô Trần Phương Loan sẽ hướng dẫn các bạn bằng chữ cái tiếng Hàn Quốc nhé. Trước tiên chúng ta đi tìm hiểu sự ra đời của tiếng Hàn. Ngày 9 tháng 10 hàng năm các em ạ, đây là ngày chữ Hàn, người ta gọi là Han Kun Lan. Han, Han là Hàn, Kun là chữ, Lan là ngày. Ngày chữ Hàn. Và chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Để tưởng nhớ công ơn đại đế vua Sejong Hoàng Te, người đã miệt mài sáng tạo ra bộ chữ cái tiếng Hàn để truyền bá tới nhân dân Hàn Quốc, đúng không? Cái ngày nhớ về cội nguồn ngày ra đời của tiếng Hàn và ai đã tạo ra tiếng Hàn. Và ngày chữ Hàn này các em nào cũng là một trong 5 ngày quốc lễ ở Hàn Quốc. Vậy quốc lễ là các bạn được nghỉ nghỉ làm đúng không các bạn? Đấy. Và nhiều nghiên cứu cho rằng bộ chữ cái tiếng Hàn thì bắt đầu được vua Sejong nghiên cứu từ năm 1443 và đến năm 1446 thì ngài vua Sejong và các quận thần đã hoàn thành bộ chữ cái tiếng Hàn. Tên đầu tiên của bộ chữ cái tiếng Hàn đó là Hun Min Chong Um. Hun là huấn, Min là in min, tức là nhân dân. Chong là trong hoác, là chính xác. Là song, là âm thanh. Hun Min Chong Um có nghĩa là âm thanh chính xác dạy cho muôn dân. Đấy. Tại sao lại thế? Vì ở trên thế giới ấy, thì chỉ có một ông vua Sejong là ông vua duy nhất đã tạo ra bộ chữ cái tiếng Hàn để cho người dân sử dụng. Và Hun Min Chong Um là một hệ thống chữ viết hoàn toàn mới cho ngôn ngữ tiếng Hàn. Vì trước đó người Hàn Quốc các bạn ạ, mặc dù là nói tiếng Hàn nhưng không có chữ viết riêng. Đó. Nên nước này sẽ sử dụng chữ Hán để viết các bạn ạ. Sử dụng chữ Hán để viết nhé. Thế chính vì vậy, chữ Hán mà khó các em ạ, thì chỉ tầng lớp thượng lưu, đúng không? Thì mới có điều kiện để học thôi. Chứ còn dân thường như chúng ta thì có điều kiện để đi học không các bạn? Không thể đi học được. Chúng ta không thể đọc được hay viết được bằng chữ Hán, đúng không? Mà chỉ có tầng lớp gì? Thượng lưu thì mới có điều kiện để đi học và có thể sử dụng được chữ Hán thành thạo. Trên văn bản giấy tờ thì đều viết bằng chữ Hán. Cái người dân ấy, thì khi bị phán xét là tội phạm, họ cũng không hiểu lý do làm sao mà bị phạm tội. Đấy. Muốn kêu oan thì cũng không thể kháng cáo được vì không biết chữ Hán. Đúng không các bạn? Thế nên là ngài vua Sejong này các em này, rất thương người dân. Nên ông đã quyết tâm bằng mọi giá phải soạn thảo ra bộ chữ cái tiếng Hàn để cho người dân có thể dễ dàng học được. Đấy. Và vì sao các bạn đã hiểu là bộ chữ cái tiếng Hàn đầu tiên là có tên là Hun Min Chong Um chưa? Tức là âm thanh chính xác dạy cho muôn dân. Đấy. Ông vua Sejong miệt mài nghiên cứu ngày đêm các em ạ. Tới mức mà ông ấy gần như là mất đi thị lực. Mất thị lực là mù đúng không các bạn? Nhưng mặc dù mất thị lực, ông vẫn một mực nỗ lực sáng tạo ra những con chữ để phục vụ cho người dân. Đấy. Tuy nhiên khi bộ chữ tiếng Hàn gần như hoàn tất thì ông đấy không được sự tán thành của giới thượng lưu vì họ nghĩ rằng nếu có chữ Hàn thì người dân có thể đọc được, hiểu được văn bản bằng tiếng Hàn thì sẽ trở nên khôn ngoan đúng không? Và dẫn đến chúng ta là khó gì các bạn? Khó cai trị và điều hành. Tuy nhiên mặc dù không được sự tán thành của giới thượng lưu nhưng ông vua Sejong vẫn kiên định quyết tâm soạn thảo hoàn tất bộ chữ cái tiếng Hàn. Và từ năm 1446 thì tiếng Hàn trở thành một trong những ngôn ngữ mới trên thế giới. Và chính phủ Hàn Quốc để tỏ lòng biết ơn vị vua Sejong người đã sáng tạo ra bộ chữ cái tiếng Hàn và cũng muốn truyền bá tới nhân dân Hàn Quốc để tưởng nhớ ngày ra đời của chữ Hàn nên đã chỉ định 9 tháng 10. Ngày 9 tháng 10 hàng năm là ngày chữ Hàn từ năm 1928 và ngày chữ Hàn là một trong 5 ngày quốc lễ nên là khi các bạn sang Hàn Quốc làm việc thì ngày này các bạn được nghỉ làm nhé các bạn nhé.
Nếu các bạn đi làm vào ngày Han Kinh Lan là các bạn được lương cao hơn nhá, 1,5 gấp nha các bạn nha. Đây là vị vua Sejong các bạn ạ. Đây là tượng đài của Sejong Tae-hwa. Khi các bạn sang Hàn Quốc thì các bạn cố gắng đến thăm ngài nhé. Và thầy Chu Văn An của Việt Nam thì cũng nhắc nhở chúng ta, đúng không? Chúng ta phải học, đúng không? Và ngài Chu Văn An có nói rằng ta chưa từng thấy nước nào coi nhẹ sự học mà khá lên được. Vâng, đấy một quốc gia mà coi nhẹ sự học thì cũng không khá lên được. Và bản thân cá nhân của chúng ta cũng vậy, chúng ta phải học, chúng ta phải có tri thức, đúng không? Thì chúng ta mới có cách nhìn khác và chúng ta mới cuộc sống thì có thể thay đổi được, nên chúng ta cùng cố gắng nhé. Đây là bộ chữ cái tiếng Hàn các bạn này. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học, đúng không? À, thực ra bộ chữ cái tiếng Hàn này thì không khó, nhưng cô mong các bạn phải thật chịu khó thì chúng ta sẽ học giỏi được tiếng Hàn nhé. Và cách viết tiếng Hàn các em ạ. Cách viết tiếng Hàn thì các em sẽ viết từ trái sang phải và từ gì các em? Từ trên xuống dưới, đúng không? Cách viết tiếng Hàn là gì các em? Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, dòng trên, đúng không? Thì có thể là có một phụ âm cộng với một nguyên âm, hoặc cũng có thể có một nguyên âm các bạn ạ. Đấy, đấy, dòng trên có thể là có một nguyên âm thôi, hoặc có một phụ âm cộng với một nguyên âm. Về cách bố cục của tiếng Hàn thì các bạn nhìn lên bảng cho cô. Nguyên âm, phụ âm, đúng không? Một từ có thể có nguyên âm ở trên, phụ âm ở dưới, hoặc một từ sẽ gồm ba chữ: phụ âm, nguyên âm, phụ âm. Phụ âm, nguyên âm, phụ âm, phụ âm. Chà, đấy các bạn nhìn cái sơ đồ bố cục của cô hướng dẫn các bạn nhé. Và nguyên âm các em ạ, nguyên âm thì được tạo bởi thiên. Thiên là gì các em? Thiên là trời, đúng không? Thiên là trời. Địa là gì các em? Địa là đất. À, đất. Đúng không? Và nhân là gì các em? Nhân là con người. Nhân là con người. Các bạn được chưa? Thiên, địa, nhân, đúng không? Và đây là chữ A này các bạn. Đấy. Chữ A các bạn nhìn cô sẽ biết là thiên. Và đây là gì đây? Nhân. Và đây là địa. Đúng không? Và đây là gì? Đây là chữ A. Và đây là chữ O các bạn. Thiên, địa và nhân. Được chưa? Đấy. Nguyên âm A, nguyên âm O. Các bạn nhìn khi nguyên âm thì bao giờ nó cũng có chữ thiên. Đấy. Và phụ âm, đây phụ âm các bạn này. Phụ âm, đây phụ âm cờ và phụ âm nào. Đây là ki ốc điền. Thì phụ âm thì không có chữ thiên, không có o tròn. Các bạn phân biệt hộ cô nhá. Chúng ta sẽ có 21 nguyên âm gồm 10 nguyên âm đơn và 11 nguyên âm kép. Và chúng ta sẽ có 19 phụ âm, thì trong đó có 4 phụ âm bật hơi và 5 phụ âm căng. Sau dần dần thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Bây giờ cô chỉ hướng dẫn các bạn về cách viết. Một là từ gì các bạn? Từ trái sang phải và từ gì các em? Từ trên xuống dưới, đúng không? Và nguyên âm thì được tạo bởi gì các em? Thiên, địa và nhân. Nguyên âm được tạo bởi trời, đất và con người. Và khi chúng ta viết nguyên âm thì chúng ta sẽ viết chữ thiên trước. Và tùy theo chữ thì chúng ta sẽ viết các nét. Ví dụ như chữ A thì chữ thiên sang chữ nhân và chữ địa, đúng không? Và chữ O thì các bạn viết chữ thiên, xong các bạn viết chữ địa và các bạn viết chữ nhân cho cô. Được chưa các bạn? Còn phụ âm, đây là phụ âm cờ của cô. Và đây phụ âm N của cô. Đấy, phụ âm thì không có chữ thiên và nguyên âm thì có chữ thiên. Được chưa các bạn? Để các bạn quan sát. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào viết các chữ nha các bạn nhé. Ví dụ khi chúng ta viết 10 nguyên âm, đúng không? Đầu tiên thì chúng ta viết chữ A thì các bạn sẽ viết chữ thiên đầu tiên cho cô. Sau đấy các bạn sẽ viết chữ nhân và các bạn viết chữ địa. Đấy. Cô viết như này sẽ thành chữ A. Các bạn hình dung ra chưa? Nào, các bạn nhìn cô viết chữ A này. Đây là chữ A, được chưa các bạn?
Đấy. Và đây cô sẽ viết chữ chữ o, o hoặc ơ đều được nhá. Đấy, o hoặc ơ được chưa? Với người Seoul người ta sẽ phát âm là o, còn người Busan người ta phát âm là ơ. Đấy, tiếng địa phương Saturi. Rồi. Và đây cô sẽ viết chữ o. Và đây cô sẽ viết chữ u. Và đây cô sẽ viết chữ ừ. Các bạn nhìn các nét viết của cô nhé. Và đây cô sẽ viết chữ y. Được chưa? Đây các bạn sẽ đọc là A, O, O, U, Ư, Y. Các bạn căn cứ vào chiều quay của led điện. Đây là chiều quay của led điện. Ví dụ nó về bên tay phải, đây là chữ A. Về bên tay trái thì nó là chữ O. Và lên trên nó là chữ O, xuống dưới nó là chữ U, nằm ngang nó là chữ Ư và thẳng đứng nó là chữ Y. Các bạn đọc A, O, O, U, Ư, Y. Được chưa? Các bạn nhìn cô viết lại là chúng ta cũng viết chữ A. Thì chưa các bạn? Nào các bạn đọc A, O, O, U, Ư, Y. Được chưa? Ừ. Các bạn quan sát kỹ cho cô. Và bây giờ chúng ta sẽ học chữ Ia. Các bạn nhìn nha. Đây là chữ gì đây? Chữ A. Chữ A có thêm một nét điện thì nó là ia, ia, ia. Được chưa? Và cô lại viết chữ O đúng không? Cô thêm một nét nữa thì nó là do. Ia, do. Được chưa? Và cô lại viết chữ vô. Chữ ô có thêm một nét thì nó là gì? Dồ. Nhớ. Và chữ u. Chữ này là chữ u đúng không em? Có thêm một nét là chữ gì? Dù. Các bạn đọc. Già. Dò. Dù. Dù. Được chưa? Già. Dò. Dù. Dù. Nhớ lại nhá. Chữ gì đây các bạn? Chữ A. Được chưa? Và đây là chữ gì? Chữ O. Đây là chữ gì? Chữ O. U. Ừ. Y. Được chưa? Các bạn quan sát nhé. Các bạn đọc A, Ia, O, Do, Ô, Dô, U, Du, Ư, Y. A, Ia, O, Do, Ô, Dô, U, U, Ư, I. Được chưa các bạn? Các bạn nhớ nhé, nguyên âm được tạo bởi gì? Thiên, địa và nhân. Đúng không? Thiên, thiên là gì các em? Là trời. Nhân là gì các em? Con người. Địa là gì các bạn? Đất.
Thiên địa nhân. Chúng ta viết nào. À. À, thêm một nét là gì? Già. À. Dò. Ô. Được chưa? Dô. U. Dù ừ y được chưa các bạn đọc a da o do ô dô u du ư y các bạn nhớ chưa, nếu nó quay về bên phải, nét địa quay về bên phải là chữ a. Chữ A mình thêm một nét là ia. Và nếu nét địa quay về bên trái là o. O thêm một nét là gì? Do. Lên trên là chữ gì các bạn? O. O thêm một nét là do. Và đây là gì? U. Và đây là gì các bạn? U thêm một nét là du. Ư thì là gì? Nằm ngang. Và i là gì các bạn? Thẳng đứng. Được chưa các bạn? Các bạn nhìn này. A, da, o, do, ô, vô. A, da, o, do, ô, vô, u, du, ư, y. Chúng ta ôn lại nhé. Và đây, cái này các bạn sẽ đọc là gì? Y. Y có nghĩa là hai hoặc răng. O là số 5. Đúng không? Y, O, A, I, O, I, U, U, Do, U. Các bạn đọc. Y, O, A, I, O, I, U, U, Do, U. Đó. Tôi cho các bạn nghe nhé. 고용허가제, 무슨 유제 개정 아니 1과 한글 익히기 첫 번째. 기본 모음 연습. 1번. 다음을 읽으십시오. 1 2 2 5 3 I 4 오이 5 우유 6 여우 기본 모음 연습 1번 다음을 읽으십시오. 1 2 2 5 3 I 4 오이 5 우유 6 여우 1 아, 어, 오, 우, 으, 이. 오,
아, 어, 우, 이, 야, 여, 요, 유, 사, 요, 야, 여, 유, 2번. 생야. 아, 이, 우, 삼, 오, 사, 야, 오, 요, 육, 여. À, các bạn thì làm bài này xem nào. Các bạn làm bài này cho cô. Tức là cô có bảng này. Cô phát âm là A thì các bạn tìm tìm chữ nào là chữ A cho cô. Được không? Chữ nào phát âm là chữ A các bạn khoanh vào cho cô. Tương tự đây cô có chữ ya thì các bạn lại tìm cho cô. Cô chữa nha. Dạ, A là số 2 đúng không? Số 2 là chữ gì đây? Dạ, số mấy? Số 3. Chữ O là số mấy? Đúng không? O số 3. Cho, số 1. Ô, số 1. À, số 4. Dô, số 2. Chữ U, 2. Du, ừ và gì y, các bạn nhìn thấy chưa, đây mình sẽ phát âm là a ra đúng không, o do ô dô u du ừ y, được chưa các bạn? Mình sẽ học bên năm ghép, mình sẽ học chữ e ye e ye. Cô sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu tạo nhé. Đây. Chữ e cách cấu tạo này, các bạn học này nó sẽ dễ hơn. Chữ này là chữ gì cơ? Chữ A. Chữ A các em kéo thêm một nét nhân thì nó tạo thành chữ e các em ạ. Được chưa? A thêm một nét nhân, các bạn nhìn cung loan viết này. Được chưa? Nó sẽ tạo thành e. Và chữ ie thì chúng ta lại tương tự. Cái này là chữ gì các bạn? Ie, ia đúng không? Ia các bạn thêm một nét nhân thì thành ie. Được. Yeah. Và đây là chữ chữ O đúng không các em? Chữ O các em thêm một nét nhân thành chữ E. O thêm một nét thì nó thành chữ E. Được không? Và chữ IE. Do thêm một nét thì thành ie. Các bạn đã hiểu chưa? Các bạn thấy dễ không? Đó, hoặc a cộng i thì thành e, ia cộng i thì thành ie, đúng không? O cộng i thành e, do cộng i thì thành ie. Nhưng các bạn học như này dễ hơn. Các bạn nhìn này. Các bạn nhìn nhá. Này chữ a đúng không? Đúng không? Thêm một nét thành e. Yeah. O thêm một nét thì thành e. Ie các bạn nhớ, các bạn đọc e ie e ie e ie e ie nhá, các bạn nào e ie e ie
Được chưa? E, ye, e, ye. Đây là nguyên âm tép, đúng không? Các bạn đã viết nào. Được chưa? E, ye, e, ye. Là chữ này chữ gì các bạn? O cộng với chữ A tạo thành chữ gì các bạn? Wow. Được không? Và O cộng với Y, O cộng với Y thì thành thì lẽ ra tiếng Việt là ôi ôi. Thế nhưng tiếng Hàn không có vần ôi thì sẽ là V hoặc E, nên cô có dấu gì đây các bạn? Dấu sao? Các bạn nhớ cho cô nha. O cộng Y thì thành V, đúng không? O cộng với chữ này chữ E, đúng không vậy? O cộng E thì thành gì các bạn? V hoặc V. Tiếng Hàn hiện đại người ta sẽ đọc là V, nhưng mình đọc E cũng được. Các bạn đọc Hoa, V, V. Được. Hoa, V, V. Được chưa các bạn? Các bạn chú ý nhé. O cộng với Y thì thành V hoặc E nhé. Nên là cô có dấu sao. Và cô có chữ O cộng A thì thành Hòa. O cộng Y thì thành V. O cộng E thành Que. Hòa, V, V. U, chữ U. U cộng với O thì thành gì các bạn? U cộng O thành Ua. Ua. U cộng Y thành gì các bạn? Vì. U cộng với E thành Quê. Thế nên nếu chúng ta học thuộc nguyên âm đơn thì chúng ta sẽ nhìn nguyên âm kép chúng ta đọc được. Các bạn đọc Ua, Vì, Quê. Ua, Vì, Quê. Đó. Ua, Vì, Quê. U cộng với O thành Ua. U cộng Y thành Uy. U cộng Quê thành Quê. Ua, Vì, Quê. Và chữ y cộng chữ ư cộng chữ y thì thành ư, đúng không các bạn? Ư cộng y thì thành ư, nhưng chữ ư này các em ạ có ba cách đọc ư y ê, và sau này cô sẽ hướng dẫn sau tùy vào vị trí đứng, tùy vào vị trí đứng của chữ ư thì nó sẽ phát âm, khi nào phát âm là ư, khi nào phát âm là y, khi nào phát âm là ê thì cô sẽ có một bài riêng cho các bạn. Bây giờ các bạn đọc ư y ê. Thế nên các bạn chú ý nguyên âm ghép là có O cộng với Y thì thành vần Uê, và vần Ư thì có ba cách đọc Ư, Y, E. Vậy là chúng ta đã học xong chữ cái nguyên âm, phần nguyên âm của tiếng Hàn. Đó. E, Y, E, Y, được chưa? O cộng Ư cộng Y thì Ư, E, Y, đúng không? O cộng Y là Quê. O cộng A là gì các bạn? O cộng A là Oa. O cộng E là Que hoặc Quê. U cộng Y là Uy. U cộng O, Ua. U cộng E là Quê. Được. E, Y, đúng không? E, Y, E, Y, Oa, Que, Quê, Ua, Quê, Uy, Ư, E, Y. Có ba cái, đây là có một sao này, và đây có ba sao, các bạn phải chú ý cho cô. Đó, theo chúng ta đã học xong phần nguyên âm tiếng Hàn Quốc. Cách viết này cô sẽ gửi cho các bạn cách viết nhé. 읽으십시오. 1. 에, 예, 와, 워. 2. 위, 의, 와, 왜. 3. 워, 에, 예, 의.
사 왜, 와, 에, 예. 음을 듣고 맞는 것을 고르십시오. 1, 에, 2, 외, 3, 위, 4, 의, 5, 워, 6, 와. Bây giờ các bạn lại làm bài tập cho cô. Các bạn lại làm bài tập cho cô. Tức là đây cô có chữ E. Các bạn tìm một trong bốn chữ này, chữ nào phát âm chữ E cho cô. Trong sách của các bạn có. Cô chữa nhé. Nào. Chữ E là số mấy các bạn? E, đúng không? Đây, IE. IE, được chưa? Và E. Ê, ye, ye, và gì? Wow. Ue, ue, ua, ue, ui, ui, được chưa? Các bạn quan sát cho cô. Các bạn thử đối chiếu xong rồi làm đúng không nhé? Vậy cô đã hướng dẫn các bạn xong phần chữ cái phần nguyên âm. Mong cô sẽ dạy các bạn phụ âm nhé.